mà nó đang lợi dụng, đi lấy lại nhân quyền cho màu da của nó, nhưng mà nó lợi dụng, nó hôi của, nó lợi dụng, nó cướp bóc, nó cướp một cách trắng trợn, nó đánh người một cách trắng trợn, nó giết người một cách trắng trợn mà không làm gì được nó cả. Bây giờ ví dụ các anh chị bị thương tích đi, các anh chị kiện là kiện như thế nào? Nó là người không có tiền, mình chụp cái người có tóc chứ ai mà chụp cái người, cái kẻ mà chọc đầu, đúng không? Bây giờ các anh chị cho dù có biết nó, nhưng mà các anh chị dám mướn luật sư để kiện nó hay không? Tại vì mình mướn luật sư là mình tốn tiền trước, đúng không? Mình tốn tiền rồi kiện rồi sao? Bắt quán nó bị ở tù, còn mình thì lại tốn tiền. Trong cái thời buổi bây giờ, một đồng cũng không dám xài nữa. Tại vì sao? Tại vì không biết là ngày mai chính phủ có đóng cửa nữa hay không, không biết ngày mai chúng ta còn làm ra tiền nữa hay không. Tại sao chúng ta phải chi phí cái khoản tiền như vậy? Nếu chúng ta bị thương thì chúng ta dùng cái số tiền mà đi kiện tụng đó chúng ta chữa vết thương của mình thôi. Có rất là nhiều người bị chứ không phải là một hai người. Chính bạn của Nhiên cũng bị nè, bị đánh trọng thương, chảy máu rồi luôn, nhưng mà giờ biết biết đòi lại công bằng cho nó bằng cách nào đây hả? Các anh chị nói cho tôi nghe thử, các anh chị chống cộng cực đoan là các anh chị sống tại nước Mỹ đó, mà chính tôi nói luôn, chính bản thân của những người chống cộng cực đoan, những người bên cờ vàng hiện tại bây giờ họ đang lo sợ còn hơn là cái gì nữa. Nhưng mà họ ngồi trong nhà, họ hô hào, họ chỉ có thể ức hiếp anh chị em ruột của họ, chứ họ không bao giờ dám động chạm tới những người ngoài. Anh chị em ruột là ai? Có nghĩa là đồng bào quê hương của nước Việt Nam mình. Còn đối với những người mà sống tại nước Mỹ, họ đâu dám đâu, họ không dám đụng tới Mỹ đen, càng không dám đụng tới Mỹ trắng, càng không dám đụng tới người châu Á. Thì tại sao các anh chị sống khổ sở như vậy? Chúng ta lại không dùng cái câu là nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Chúng ta tại sao chúng ta không dùng cái điều đó? Đó, bà con xa không bằng láng giềng lần gần. Nói chúng ta làm bất cứ cái gì cũng vậy á, chúng ta phải nghĩ tới đồng bào quê hương, máu mủ, cha mẹ, đất mẹ của mình. Nhưng để làm gì? Để khi mà chúng ta xa cơ thất thế, chúng ta vẫn có thể quay về lại quê hương với cái sự tự hào, không bị mặc cảm là mình đã từng có lỗi. Nếu như các anh chị đã từng có lỗi với đồng bào, khi các anh chị về lại quê hương, các anh chị sống trong cái sự tội lỗi, thì cuộc sống của các anh chị đau đớn dữ lắm. Các anh chị sẽ không bao giờ được cái niềm vui trọn vẹn, cái sự hạnh phúc, cái niềm hạnh phúc trọn vẹn. Còn đối với Nhiên, nhan Nhiên nói thật, khi Nhiên đi về lại quê hương, nếu như ở bên này, Nhiên chỉ nói nước Mỹ giống như Hồng Kông của một năm về trước đi, nếu như nước Mỹ tan đi, Nhiên đem tài sản Nhiên về lại quê hương, Nhiên sống, Nhiên rất tự hào. Tại vì sao? Tại vì những gì mà mình đã và đang làm cho quê hương đất mẹ mình là những điều tốt. Lúc nào mình cũng tôn vinh cái nét đẹp của quê hương mình, lúc nào mình cũng cảm thấy tự hào, và lúc nào mình cũng muốn đem đến những cái sự thật cho quê hương của mình. Cho nên khi Nhiên về tới Việt Nam, Nhiên chỉ nói cho dù ví dụ như Nhiên không có được đem một cái thứ gì đi, nhưng về đó Nhiên vẫn cảm thấy hạnh phúc ấm áp. Là tại sao? Tại vì mình chưa từng có lỗi với cha mẹ. Tại vì đối với gia đình và đối với xã hội và đối với đất nước, bản thân mình luôn 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 là một cái sự tự hào cho mọi người. Bản thân mình luôn luôn đem đến những cái sự thật, và mình luôn luôn binh vực cho cha mẹ, đồng bào và quê hương của mình. Thì mình về lại đó mình không có sống trong cái sự mặc cảm giống như các anh chị. Đối với tôi về đó tôi vẫn sống bình thường, bất quá mình quay lại những ngày tháng của ngày xưa. Mình dùng số tiền bình thường tại Việt Nam mình buôn bán. Ở bên này mình cũng phải làm nail, thì bây giờ tôi về đó tôi cũng làm nail, mở một cái tiệm làm móng thôi, một ngày kiếm vài 300.000 vẫn có thể sống được, đúng không? Đúng không các anh chị ngồi dưới, đúng không? 45 anh chị ngồi dưới. Cho nên á, là chúng ta sống như thế nào, chúng ta phải chừa lại một con đường để mà khi mình về lại đất mẹ mình vẫn được chào đón. Ít ra trong cái đường đời của tôi, trong cái cuộc sống của tôi sau này, khi tôi về lại đất mẹ đi, tôi gặp một người nào đó họ phát hiện ra ok An Nhiên nè đó, thì họ vẫn tạo cho tôi một cái điều kiện để hòa nhập với cộng đồng, với xã hội, với lại cuộc sống.
tại quê hương của mình. Còn đối với các anh chị thì sao? Các anh chị đi về lại Việt Nam, các anh chị chốn chui chốn nhủi đi, một lúc nào đó họ phát hiện ra các anh chị ok đây là thằng Hùng Lân nè, thì họ như thế nào đối với các anh chị? Họ sẽ tỏ thái độ khinh miệt, hoặc là ok thằng Jason Bùi nè, hay là ê cái thằng quỷ này là cái thằng chống cộng cực đang thằng A Quy Nguyễn khốn nạn nè. Tôi bảo đảm với các anh chị với bạn nha, bạn về tới quê hương tới Việt Nam á, khi họ phát hiện ra cái loại khốn nạn giống như vậy, bạn té xuống một cái á, họ ngoảnh mặt họ đi ngay, tại vì họ khinh một đứa con bất hiếu. Còn đối với tôi á, tôi về tới nơi tôi té chảy máu, cả trăm cả ngàn người đến để mà băng bó vết thương của cho tôi. Tại vì sao? Tại vì tôi sống chất theo cái con người Việt Nam của mình. Vậy thì các anh chị nhìn vào tôi là phụ nữ, tôi làm được. Các anh chị tại sao không làm được? Rất là dễ. Bây giờ, trước đây những cái gì trong quá khứ các anh chị làm sai, bây giờ các anh chị có thể trong lúc này mình làm một cái điều gì đó cho quê hương, để khi mình về lại đất mẹ mình không bị mặc cảm, mình không bị đồng bào quay lưng, mình không bị lối xóm gièm pha. Dịch Covid tại Việt Nam chữa rất là tốt, cả thế giới công nhận. Rồi các anh chị thấy không, ở Việt Nam mình có giống như ở Hồng Kông không? Có giống như ở Mỹ hay không? Có bạo loạn như vậy hay không? Ít ra luật pháp của mình nghiêm minh như vậy thì mới có thể trị được những kẻ mà thừa cơ hội để mà vi phạm. Còn ở bên Mỹ tự do thái hóa quá, nó dùng súng, dùng vũ khí tự do quá, cho nên là hiện tại bây giờ đó náo loạn, ai làm gì được nó, đúng không? Vậy thì các anh chị đang làm những việc gì? Nhìn lại việc làm của mình đi, đem đến được cái điều gì trong cái cuộc sống của mình? Hay là suốt cả trong cái giấc ngủ các anh chị cũng cảm thấy đau khổ, trong giấc ngủ của mình mà các anh chị còn phải suy nghĩ như thế nào để làm xấu quê hương? Vậy thì cái giấc ngủ của anh chị nó không được thoải mái. Còn đối với An Nhiên á, mình nằm xuống mình nhìn thấy những cái sự phát triển của đất nước, mình cười một nụ cười thỏa mãn, một nụ cười tọa nguyện. Mình nhìn thấy các em được mình đưa về vị trí, đúng vị trí của nó, mình cảm thấy ok. Những việc làm của mình á, cho dù nó đôi lúc nó làm cho mình bị tổn thương tí xíu đi, nó làm cho mình bị có nhiều người họ có những cái sự thị phi đối với mình đi, mình tổn thương chứ. Nhưng mà ngược lại á, cái sự ấm áp là như thế nào? Là mình đã kéo lại được cái tương lai của những đứa trẻ. Cái tương lai của những đứa trẻ nó bị lạc đường, lạc lối, nó vô nó nói: cô An Nhiên ơi, cháu hiểu ra rồi, cháu bây giờ cháu thấy đất nước Việt Nam mình rất là đẹp, và cháu sẽ cố gắng trong cái tương lai của mình, cháu sẽ không nghĩ sai về đất nước nữa. Đó là điều mà trong giấc ngủ của tôi luôn luôn ngủ ngon là như vậy. Nhưng chào lại tất cả các anh chị mới vào nha. Dạ chào Đồng Hương, Văn Tống Đinh. Có phải là Đồng Hương không? Nếu là Đồng Hương thì cho Nhiên gửi lời chào tất cả những anh chị Đồng Hương tại bang Mê Thuộc của mình nha. Và cho Nhiên gửi lời chào đến tất cả các anh chị em mới vào xem livestream của Nhiên. Trong 2 năm qua, từ sau cuộc biểu tình 10 tháng 6, Nhiên phát hiện ra cái sự dối trá của những anh chị ở bên này, anh chị chống cộng cực đoan ở bên này, rất là nhiều điều dối trá, giả công an đánh dân, hay là cắt clip lượm lặt những cái tin tức cũ gắn vào những cái hiện tượng mới. Các anh chị làm rất là nhiều việc xấu xa. Bởi vì vậy á, một cái con người sống đơn giản giống như An Nhiên, một con người sống á, từ khi qua Mỹ đến giờ chỉ biết an phận thủ thừa, mà mình không thể chấp nhận được, mà mình phải đứng ra. Ngoài cái việc lo cho kinh tế của mình ra, mình còn phải bỏ thời gian để mà tìm hiểu những cái điều mà mình bị che lấp. Và mình thấy được cái sự thật nó quá là khốn nạn. Cho nên mình bước chân vào cái thế giới không gian mạng này để làm gì?
để đem đến những cái sự thật hữu ích cho quê hương Việt Nam mình. Ít ra trong tiềm thức của mình, trong cái tuổi thơ của mình đó, những cái ký ức tuổi thơ của mình về hình ảnh, những cái hình ảnh như thế nào, hình ảnh Việt Nam sau chiến tranh nó nghèo như thế nào, rồi đến khi mà mình lớn lên Việt Nam, khi mà năm 95 mở cửa cấm vận là Nhiên vẫn còn ở Việt Nam. Cho nên là đừng nói là Nhiên không hiểu biết gì về Việt Nam nha. Nhiên sống trong cái thời điểm đó, trong cái lúc mà đất nước còn rất là nghèo sau chiến tranh, sau năm 75, rồi sau cái cuộc chiến tranh của Trung Quốc với lại Việt Nam nữa, thì nước Việt Nam mình nghèo một cách kinh khủng, dịch bệnh nè, ghẻ gốc đầy hết, cái gì cũng có cả. Và sau bao nhiêu năm đất nước mình đổi mới, thay da đổi thịt từng ngày, và bây giờ những cái căn nhà chòi ngói lá ngày xưa không còn nữa. Các anh chị phải công nhận với lại đồng bào mình cái điều đó chứ. Nhiên chào lại anh Tyson Mai. Nhiên cũng đang chia sẻ vài cái tin tức. Trong này thì có đồng chí Tyson. Thì đôi khi Nhiên vô Nhiên rình tường của ông ấy, và ảnh cũng đem vài rất là nhiều tin tức ở trong tường chia sẻ cho chúng ta, để chúng ta có thể chia sẻ với mọi người những cái tin tức của nước Mỹ. Hiện tại thì ở bên Cali á, là giờ giới nghiêm là 7-8 giờ tối. Các anh chị mà bước chân ra đường á, thì cảnh sát có thể bắt và đánh, không cần phải biết lý do. Tại vì đã gọi là giờ giới nghiêm rồi, thì mình phải tuân thủ theo cái luật định thôi. Đó. Vậy thì các anh chị cũng thấy rồi đó, nhân quyền ở đâu, tự do ngôn luận ở đâu. Bây giờ tôi chả thấy tôi có tự do ngôn luận tại đất Mỹ này. Tại vì bây giờ tôi nói là tôi ví dụ thôi, tôi ví dụ một điều thôi. Bây giờ là Tổng thống Trump và ông Joe Biden đi, trong hai người đi. Bây giờ ví dụ thôi, tôi thích chọn ông Joe Biden chẳng hạn đi, thì tôi lại mất lòng với lại những người khách hiện tại ở nơi tôi đang sống, thì cái kinh tế của tôi nó sẽ bị chết liền ngay. Cho nên á, tôi phải sống giả tạo đối với họ. Họ nói chuyện với tôi á, mày thích ai thì phải theo phần số đông. Ta thích ông Trump, nhưng mà thật ra đó là cái sự giả dối. Vậy thì tự do ngôn luận ở đâu, các anh chị nghĩ xem. Còn ví dụ như tôi thích ông Trump đi, mà đối với những người mà tầng lớp trung bình, những người mà tầng lớp lao động nghèo đi, thì cái sự bất công đối với họ, họ sẽ nói mày cũng là người da màu mà mày lại đi bợ đích những thằng giàu có để mà mày ép bức đồng bào, ép bức người nghèo. Vậy thì cái lương tâm của tôi nó sẽ bị chó cắn ăn mất luôn. Thì tôi thấy tôi không có được cái sự tự do ngôn luận tại nơi đất Mỹ này. Bây giờ tôi muốn khen Đức Phật Thích Ca đi, thì những người theo đạo Công giáo họ lại cho là đạo của họ hơn hẳn cái đạo Phật của tôi. Vậy họ hỏi tôi phải nói ok, tôi thấy Thiên Chúa giáo cũng tốt. Cái đó nó lại không phải là thật lòng cái câu nói của tôi nữa. Vậy thì tự do ngôn luận không các anh chị? Các anh chị thấy ở đây có tự do ngôn luận hay không? Các anh chị hãy truyền tải cho những người nói nước Mỹ có tự do ngôn luận. Nghe Nhiên nói coi thử, là họ cho họ đánh giá coi thử là nước Mỹ có tự do ngôn luận hay không. Còn ở Việt Nam như thế nào? Ở Việt Nam các anh chị thích đạo Công giáo thì anh chị nói các anh chị tôn sùng Chúa. Còn nói chuyện với người bạn ok, tôi là người đạo Phật. Hai người nói chuyện với nhau cũng rất là điềm đạm, bạn bè với nhau được. Nhưng mà ở đây thì không có. Ở đây mà đụng tới tôn giáo, đụng tới chính trị là không được. Vậy thì cái miệng, lúc nào mình cũng phải dán một miếng băng keo lên cái miệng của mình, rồi quấn luôn cả cái tâm của mình đi, để mình khỏi bị nói sai lời nói của mình nữa. Vậy thì tự do ngôn luận ở như thế nào mới gọi là tự do ngôn luận? Nói cho Nhiên nghe coi.
Hả? Các anh chị chống cộng cực đoan bơi vào đây và cho tôi thấy thử là ở đây có tự do ngôn luận hay không. Tôi cá các anh chị đi ra ngoài, các anh chị dám nói những điều mà sự thật trong lòng các anh chị hay không, hay là các anh chị phải bợ đít những cái thằng mà theo cái số đông đó. Nếu như các anh chị sống tại Texas mà các anh chị nói các anh chị không thích ông Trump đi, tôi bảo đảm là cái business của các anh chị trong một thời gian ngắn thôi chết ngắt ngay. Ở Mỹ không có tự do ngôn luận nhưng có tự do ăn đập. Đúng rồi đó, bạn của anh Nhiên đó, bạn của em đó, anh bị ăn đập đó đó, người Việt Nam bị ăn đập đó, bây giờ đi vô nhập viện rồi đó. Vậy thì đòi đòi lại nhân quyền cho người Việt Nam giùm đi đó. Người Mỹ da trắng cũng bị ăn đập kìa, nhập viện luôn đó. Vậy thì mấy người đòi đòi lại tự do nhân quyền cho những người đó giùm đi. Tại sao mình sống tại, mình ăn nhờ ở đậu tại nơi đây mà mình lại không chịu đòi tự do nhân quyền cho chính những người đồng bào ở đây, mà mình lại đi đi lo nước sở tại làm gì? Mình đi lại lo nước giang, lo cái chuyện ở đâu đâu làm gì hả? Đúng không? Dạ cháu chào cô Bạch Yến. Các anh chị sống tại nơi đây, các anh chị đòi lại tự do cho đồng bào đi, tự do ngôn luận, tự do nhân quyền. Ở đây á, đồng bào ở bên này không có tự do ngôn luận chút nào cả, nói không bao giờ, nó không ai dám nói sự thật, chính bản thân các người cũng chả nói sự thật được nữa. Các người thật ra các người cũng không thích ông Trump, nhưng mà đối với người nhà giàu, các người giao lưu với lại Mỹ trắng thì các người chắc chắn phải nói ừ tôi thích ông Trump. Vậy thì các người bỡ đít người ta, cái người sống không thật lòng, để tự do ở đâu hả? Không có tự do, đừng có dối trá. Mình sống mình đừng có dối trá như vậy. Mình sống á, mình phải dõng dạc, cái gì có thì mình nói có, đúng không?